iPod Touch mới sau 4 năm im hơi lặng tiếng. Tin vui với những ai yêu thích chiếc máy nghe nhạc iPod của Apple, khi hãng vừa ra mắt phiên bản mới của iPod Touch, thế hệ thứ 7, 4 năm kể từ khi ra mắt phiên bản iPod Touch thế hệ thứ 6 vào tháng 7 năm 2015. Về thiết kế bên ngoài, iPod Touch 2019 dường như không có sự thay đổi nào so với phiên bản ra mắt cách đây 4 năm, vẫn sử dụng màn hình 4 inch, độ phân giải 1136x640, nút home vật lý ở mặt trước. Không tích hợp cảm biến vân tay Touch ID cũng như không có cảm biến gương mặt Face ID đặc biệt rác cắm phone 3.5mm vẫn được giữ lại trên sản phẩm. Sự thay đổi chủ yếu đến ở bên trong khi sản phẩm được trang bị bộ vi xử lý A10. Dù bộ xử lý này khá lỗi thời và được ra mắt từ năm 2016 trên phiên bản IPHON-E7. Tuy nhiên việc trang bị bộ vi xử lý này sẽ giúp iPod Touch 2019 có thể chơi được nhiều game hơn và đáp ứng nhu cầu giải trí của người dùng, thay vì chỉ là một chiếc máy nghe nhạc đơn thuần. Apple khẳng định so với phiên bản iPod Touch cũ, phiên bản mới ra mắt sẽ cho hiệu suất xử lý nhanh hơn gấp 2 lần. iPod Touch 2019 hoạt động trên nền tảng iOS 12 và sẽ được nâng cấp lên phiên bản iOS 13 khi phiên bản mới này được phát hành. Việc ra mắt iPod Touch 2019 không chỉ đơn thuần nhằm giúp Apple tăng doanh thu từ chiếc máy nghe nhạc này, mà kéo theo đó Apple sẽ hy vọng kéo theo doanh thu từ hai dịch vụ của hãng là Apple Music và dịch vụ chơi game Apple Arcade mà hãng vừa giới thiệu. Nâng cấp cấu hình iPod Touch 2019 cũng giúp người dùng chơi được nhiều game hơn và sẽ thuê game từ dịch vụ Apple Arcade để giải trí. iPod Touch thế hệ mới sẽ có các màu để lựa chọn, bao gồm xám, bạc, vàng, hồng, xanh và đỏ. Sản phẩm sẽ có mức giá khởi điểm 199 đô la Mỹ cho phiên bản bộ nhớ 32GB, 299 đô la Mỹ cho phiên bản bộ nhớ 128GB và 399 đô la Mỹ cho phiên bản bộ nhớ 256GB. Tê Thủy